Có lẽ nào hôm nay là biến thể kỹ năng trong đa vũ trụ của Optimus chiếm thân xác của bảy núi. Anh cảm ơn cá cha nha. Cũng biết được bây giờ, thí dụ như mà bây giờ á, nếu như là Mết đi, nếu như Mết mà bây giờ Mết còn thi đấu, hoặc là Mết đang làm trong ban quản lý, hoặc là nói chung Mết chỉ đang là trong một đội tuyển thôi, thì Mết sẽ không nói tuyển thủ của Mết chọn là DMSI hay là DC Game. Mết sẽ không nói nó chọn bất kỳ cái gì hết. Mết chỉ nói với nó là trong bất kỳ trận đấu nào, một là mày đánh hết sức, hai là tao úp cái bồn cầu lên đầu mày, vậy thôi. CLM anh mất đẹp trai VCL, ước được cùng anh ngâm một lá sắt có khối lượng 2.5g trong 25ml BBC USO 4-15%, có khối lượng riêng là 1.12g ml. Sau một thời gian phản ứng, anh lấy lá sắt ra khỏi dung dịch rửa nhẹ, làm khô thì cân nặng 2.58g. Ây da, nhức đầu quá. Viết phương trình hóa học. Ây da, nó nhức đầu anh quá. Ây da, nó nhức đầu quá em ơi. Nhức răng nữa. Ao trình đi đam là thấy ao trình. Ôi né luôn. Chợt nhận ra người gồng gánh anh bảy bấy lâu nay không phải là đồng đội mà là đồng chí ghế. Anh bảy mập quá mà. Cái gì trời. Chị đó lát theo rồi có lát luôn. Ê, chết đó bồ. Đệt, cho nè. Giết, đừng có đánh quét cô, đánh đi xin, đúng rồi. Nó có rờ, né, quýt, giết. Quýt được, lo được. Cố lên, Nam Mô A Di, Đà Phật. Yeah. Cậu nha. Đúng bị chích ai mà luôn. Gì mà sống kìa. Xin nhiều chuyện. Nhiều chuyện nè, chết trước. Ao trình quá, còn cái lát luôn nè. Nhớ anh Bảy không ăn blue. À, nhờ anh Bảy không ăn blue á. Giờ sủa giờ nè, xin rõ ràng. Ôi, chó cô, thôi. Úp. Ôi, gì dữ vậy? Chết đó nghe, chết đó nghe, tao nói chết là chết đó nghe. Cút lên trên top luôn. Này làm ngược lùi lại lấy đà. Cút lên lại cái đó. Anh à, 6 tháng nữa em đi du học ngoài tiếng Anh và tiền bạc thì cần chuẩn bị thêm gì ạ? À? Chia tay bạn gái. Phải quay xe. Chứ hồi em qua bển, xong rồi bắt đầu ở Việt Nam cái bắt đầu thằng khác gù nó làm sao? Rồi biết đâu cái thằng đó lại là thằng viewer trong kênh chat của anh, xong rồi em chửi là mấy thằng viewer kênh anh tệ thì sao? Tốt nhất để không có trường hợp đó xảy ra thì nên chia tay trước. Sợ, Lee Sin bắt đầu biết sợ. Úi. Tin blue. Ok. Ui, gì căng thẳng vậy? Thôi tao chạy đây luôn. Ui. Ngồi đi vô khác đi bà. Trời ơi. Trời ơi.
game nó bịp tôi rồi. Ba nó sao vậy được? Sao nó lại hụt ta? Chưa? Mà xe lắc cái đầu dữ vậy? Ê, gì bắn anh ti bồ tôi dữ gì bồ? Ê! Có cái gì con chó không? Đi. Ơi, nó mới giết Phật. Ơi, cái cổ có cái này mới bay. Ơ kìa. Phà đó nếu mà tụi em nó chết luôn á trời. Tưởng đâu mấy thằng mít có blue nó giữ mạng ghê lắm. Ra câu này nghe quen quen người ta. Anh bày ra rồi. Ôi, chó này mạnh vậy. Trời ơi, nó bảy mạng. Nó bảy núi. Nó quýnh một bộ kêu chết luôn kìa. Nó xe rồi. Ê, chuối nè. Chỉ ghé cô giùm tôi có được không, nó quằn quá. Buổi liên minh thật đỉnh cao, chứ e thấy có vẻ hơi tấu hài rồi đấy. Chứ nó mình hạ nó. Hay, cây xa hay quá. Baron nè. Ui, cây xa hay thế nhờ. Anh Cường ơi, nick em có bầu với. Bây giờ em buồn quá mặt mếu. Đừng có đem chuyện vợ con của người ta ra giỡn nữa. Đó là trời. Nhiều khi mấy ông nó nói vậy thôi chứ. Nhỏ kia ví dụ như tôi, mặc dù quen bạn gái của đi, nhưng mà nhiều khi mấy đứa gái mà kiểu nó không quen với mấy cái áp lực này tôi tức luôn sao. Rồi lúc đó bắt đầu cái tôi quay ngồi, bắt đầu tôi quay đổ thừa người này người kia nữa, đúng không? Có đó chứ, bên Hàn Quốc là một đống luôn đó. Ê, cái gì đây? Chuối nè. To thế. To đâu có nghĩa là khỏe đâu bồ. Wow. Chung chơi, anh em chơi gì chơi, làm gì làm. Anh em đừng có đem vợ con người khác ra để làm trò đùa. Cho dù tôi nói anh em nghe, kể cả cái việc anh em giỡn nó vui cũng luôn. Tại vì nó là căn bản là mình đem gia đình người khác ra làm trò đùa ha. Cho dù nó vui hay nó buồn hay gì cũng vậy đó. Nên hiểu cái đó. Đúng, trời ơi, nhanh ai chết luôn rồi kìa. Echo xuống, Echo xuống. Echo chuẩn bị nhảy xuống nè. Tụi mình có vũ khí, tụi mình quanh tạc được mà. Tụi mình quanh tạc thôi. Rồi, theo. Nè. Nghĩ đầu mày luôn. Ê, Nam Mô A Di Đà Phật. Mày không cắn được tao. Ây da. Chó.